Tôi nghĩ rồi. Thank you.
ông đang định đi đâu ạ? Tôi điện thoại xem bạn nhé. Thank you.
Cho bé là từ con này em có size là từ 12 đến 15 cân á, 12 cái này cũng cả 12 cân ạ.
sớ nhá mọi người nhá. Giá của nó là quần sớ ngố tre này dành cho bé từ 12 cân đến 16 cân, tầm 3-4 tuổi mang vừa cho em nha mọi người nhá. 3-4 tuổi mang vừa cho em mã số lên cho em là 02 đi. À, 0229.000 một bộ nha mọi người nhá. 0229.000 đồng một bộ cho em. Đó, không lượng màu đâu mọi người nhá. Các đầu la thì không lượng màu đâu. Quần sớ mặc ở trên gối cho em nhá mọi người. 02 cho em 29.000 một bộ. Comment đúng mã số là 02 kèm cân nặng cho em. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị yêu nhá. Lên đúng cú pháp cho em này. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. 0229.000 một bộ nhá. Họa tiết ở trên này là theo toàn bộ cho em này. Đấy, họa tiết trên này là theo chất liệu của nó là cotton 100% cho em nha. Chị nào lấy 02 thì comment cho em là 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các bác nhá. Ui, tắt cái quả đấy đi chị với lại các em. Rồi, mã số cho em là 02 29.000 đồng giúp em nha mọi người nhá. Từ 13 cân đến 16 cân cho em tầm 3-4 tuổi mang vừa. Dáng quần ngố nha mọi người, ngố suông nhá. Cái này là dáng ngố suông này. Đó, rất là xinh luôn. Dáng ngố suông cho em nha mọi người nhá. Váy 17-25 cân em có nhiều lắm. Váy 17 cân hả? Váy 17-25 cân em nhiều lắm. Rồi mọi người chấm bài lên cho em với nha mọi người ơi. Chấm bài tương tác lên giúp em nha các chị yêu nhá. Muốn chị lên cho em xin một lượt chia sẻ like với nào. Đúng rồi, 0229.000 một bộ thôi ạ. Nói chung là tầm 4 tuổi quay lại mang vừa cho em bộ này nha mọi người nhá. Toàn họa tiết là theo nhá. Chất liệu của nó là cotton tàu cho em, rất là xịn luôn. Bao mát luôn cho em nhá. Tặng chiên các bác một mã hàng 29.000. Áp dụng chia sẻ like cho em. Size 15-16 cân quay đầu cho em nha mọi người nhá. Đó, 15-16 cân thôi ạ. Phượng Hoàng có này, Ngọc Phạm có 02 ok, Hoài Nguyễn 02 ok này. Rồi 02 nhá mọi người nhá. Size đến 16 cân quay lại. Mọi người nghe rõ cân nặng từng bộ em lên để mọi người đỡ phải hỏi size nhá mọi người nhá. Em chỉ có size 15-16 cân quay đầu thôi. Với giá là 29.000 đồng một bộ cho em. Chốt con cho em này là 02 nhá. Đó, 02-29.000. Nguyệt Đào 02 rồi ok này. Đó, chị nào lấy 02 thì comment cho em là 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các bác nha. 29.000, 13-16 cân tầm 3-4 tuổi là mang vừa cho em. Đó, 3-4 tuổi là mang vừa cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy 02 thì comment cho em là 02 nhá mọi người. Cẩm Tú có này, bộ cho bé 18-26 cân có nhá. Rồi Cẩm Tú có rồi nhá. 27 cân em có mọi người ạ, có nhá mọi người nhá. Có nhá, em tặng chị Ân này 29.000 mã số 02 nhá mọi người nhá. Để đừng nghe treo thì cái nào. Rồi mã số tiếp theo lên cho em này, quần bò này. Đây, lên cho em một cái quần bò ngố này. Mã số tiếp theo lên cho em là 03 này. Quần bò ngố cho em nhá mọi người. Quần bò ngố ngố của bé gái này. Mã hàng lên cho em là 03 đi. Em bật quạt đi. Bật cái chữ ký lễ lại một chỗ đi. Bật đi. Không quay lên đây, chín đỡ đâu đâu. Rồi cái này lên cho em mã số này là 03 quần ngố cho em này. Quần ngố cho em mã số 03 này. Phong size cho bé 17 cân đến 35 cân cho em. Quần ngố cao cấp cho em, chất rất là mềm luôn cho em. Quần bé gái này, dáng của nó là dáng ôm nhá mọi người nhá. Dáng mặc qua gối, dáng ôm cho em. Quần ngố em có size từ 17 cân đến 35 cân em có size. Bán chi ân tặng 69.000 cho em nhá. Tặng tiếp mã số 03 cho em 69.000. Chất bò rất là mềm và cao cấp cho em nha mọi người nhá. Đó, chị nào lấy 03 thì comment cho em là 03 69.000 một quần ngố giúp em nha mọi người nhá. Đấy, có rất là nhiều hình theo luôn này. Đấy, có rất là nhiều hình theo luôn nhá mọi người nhá. Đó, chị nào lấy 03 thì comment cho em 03 69.000 cho em. Form size là từ 17 cân cho tới 35 cân em có size á. 17 cân đến 35 cân em có size. Mã số cho em là 03 69.000 này. 69.000 đồng nha mọi người nhá. 69.000 chốt cho em là 03 giúp em. Để chất mềm lắm mọi người. Ô nhìn mọi người này, nhìn cái chất nhà em nó là chất bò giấy, rất là mềm luôn cho em nhá mọi người nhá. Chất bò giấy rất là mềm luôn cho em. Hình thì toàn bộ là hình theo này. Đó, có nhiều hình khác nhau. Size từ 17 cân đến 37 cân em có size cho các bác nhá. Dáng ngố cho em rất là xinh luôn này. Mặc đi học hay đi chơi thì rất là tiện luôn. Chị nào lấy thì comment cho em mã số là 03 cho em 69.000 một quần nhá. Chốt cho em là 03 này. Trẻ 53 cân thì em không có size rồi. 53 cân thì em không có size rồi. Rồi nha, chị nào lấy 03 thì comment cho em là 03 cho em đã nhá mọi người nhá. Rồi ok nha, 03 cho Nga Thanh ok này. Phương Nghi Hòa 03 ok, có 69.000 một cái không mua hơi phí ấy. Lan Dương có này, Nguyệt Đào có này, Nguyễn Linh Sa có 03 ok này. Đó, Hợi Nguyễn 03 này, chị nào lấy 03 này thì comment cho em size đến 35 cân quay đầu nha các chế nha. Rất là mềm, bé mặc thích lắm. Cái này chị nào mà đã nhận quần bò nhà em rồi thì thấy là siêu thích luôn. Lên đúng mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. 69.000 một quần thôi em bán chi ân chứ bình thường.
em lấy sỉ cũng không được 69.000 đâu. Bình thường em lấy sỉ cũng không được 69.000. Chia mã đầu like, áp dụng chia sẻ like cho em nhé mọi người nhá. Tương tác chia sẻ like mạnh mẽ lên giúp em nào. Đó, quần là mã số 03, 17 cân đến 35 cân em có size nhá. 17 cân đến 35 cân em có đủ size với giá chỉ có 69.000 một quần thôi ạ. À, chốt ngay cho em là 03 nha mọi người nhá, 03 kèm số điện thoại cho em là được. Các chị nhớ lên mã hàng kèm số điện thoại là có đơn nhá mọi người nhá. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Hoa cao có rồi, ok này, Bích Lệ này, không có 02010826 cân đâu nhá. Hương Nguyễn 03 ok này, sao comment chị đọc bị chậm quá. Thu Nguyệt có này, Phương Vũ có này. Chị nào lại thích comment cho em mã số là 03 cho em là được. Váy vàng ở sau đợi em xíu nhá mọi người nhá. Em đang lên quần bò xong em lên váy nhá mọi người, vì nhiều cái để sale lắm mọi người, từ từ nhá. 69.000 17 cân tới 35 cân em có size mã hàng cho em là 03 giúp em nhá. 03 kèm số thoại cho em là có đơn nha các chị yêu nhá. Size đến 37 cân nhá mọi người nhá. Có sỉ nha chị Nguyễn Tường Vi nhá. Nhà em có họ sỉ nha mọi người nhá. Ôi trời, nhà em mà mua giá sỉ các chị giật mình luôn ấy. Nói thật luôn. Các chị mà mua giá sỉ nha em các chị giật mình luôn. Nhá mọi người, 03 cho em Thanh Xuân có rồi. Ok này. 17 cân tới 35 cân em có size thôi các chị yêu nhá. Từ 4 tuổi đến 9 tuổi mang vừa nha mọi người nhá. 4 tuổi đến 9 tuổi mang vừa cho em. Nguyễn Xuyến có 03 rồi ok này. Nguyễn Hoa có 03 rồi này. Thanh Xuân có 03 ok, có 69.000 đồng thôi ạ. 69.000 đồng cho em nha. Size đến 37 cân thôi mọi người, nghe giọng cân nặng giúp em nha mọi người nhá. Đó, chị nào lấy 03 thì comment 03 là quần ngố giúp em nha mọi người nhá. Đó, 03 quần ngố cho em này. Rồi lên tiếp cho em một cái quần váy này. Quần váy này, quần jean váy này, rất là đẹp luôn. Mọi người ơi, đợi em lên quần bò một xíu xong rồi em lên xong váy nha mọi người. Đó, số tiếp theo này. Rồi lên tiếp cho em mã số tiếp theo, quần váy này. Kem Trung có 03, Nguyễn Yến 03 rồi ok nhá. Hỏa Âu lấy mã nào thì comment mã số giúp em nha mọi người nhá. Các chị ơi comment mã số và kèm số điện thoại cho em nào. Rồi lên tiếp cho em con này mã số 04 này. 69.000 mã số 03 quần ngố nhá. Rồi lên cho em quần bò váy này. Cái này là quần váy mọi người nhá. Bên trong là một lớp quần ạ. Cái này bên trong của em là một lớp quần và bên ngoài thêm một lớp váy này. Form size là từ 20 cân đến 40 cân em có size. Quần váy cho em mã số này lên là 04 cho em. Đó, quần váy bán tặng cho các chị yêu với giá là 89.000 một cái luôn. Bán tặng hàng Quảng Châu cao cấp cho em, chất siêu siêu mềm. Số điện thoại đi chị ơi. Chất siêu siêu mềm luôn, các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận và nhớ là đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em nha các chị yêu nhá. Rồi này, Nguyễn Tina lên số điện thoại đi nào. Nguyễn Tina lên số điện thoại cho em nhá. Nhà em chuyên bé gái thôi, không có bé trai đâu chị Đá Thạch nhá. Quần ngố mã 03 là quần bé gái nhá. Đào Tào Huệ có 03 này, Tina lên số điện thoại đi nào. Rồi lên cho em mã này lên là 04 này, 89.000 một quần, hàng Quảng Châu cao cấp 180 em bán tặng các chị 89.000 một cái mọi người nhá. Form size là 20 cân đến 40 cân em có size ạ. 20 cân đến 40 cân cho em có size này. Nhà em dập này, dập cúc bằng máy nhá mọi người, không phải gắn keo đâu nhá mọi người nhá. Tất cả các cái hạt ngọc đều bằng máy hết. Không lựa kiểu nha các chị yêu ơi. 89.000 cho em 04 đi. Lên quần váy cho em là 04, 89.000 một quần. Đó, bán tặng 89.000 một quần cho em, mã hàng cho em là 04. Kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị yêu nha. 04 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. Rồi đợi xíu lên váy xong, lên cái này xong rồi lên váy nhá. Nguyễn Tina ok này. Cái này có đến size 40 cân mà chị Lê Dung. Em có size từ 20 cân đến 40 cân. Mọi người nghe cân nặng đi rồi hãy hỏi nhá. Em lên tất cả các cái hàng em đều lên đầy đủ thông tin nha mọi người nghe rõ nha. Size quần váy này là mã số 04 này. Size từ 20 cân tới 40 cân em có size. Đó nhá, từ 20 cân tới 40 cân em có size với giá là 89.000. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi mang vừa cho em nha mọi người nhá. 04 giúp em là quần váy này, hàng Quảng Châu cao cấp rất là mềm luôn ạ. Bao kiểm tra hàng trước khi nhận cho em này, các chị nhận các chị mê cái quần nhà em luôn. Nó là dạng quần váy, bên trong là quần và bên ngoài là váy này. Co giãn rất là thích và chất nó rất là dày dặn nha mọi người nhá. Đó, rất là xinh luôn. Rồi Ngân Kim 03, rồi Ngọc Nuôi 03 rồi ok nhá. Rồi 04 cho em quần này là 04 giúp em quần váy nha mọi người nhá. Đó, quần váy này, cái quần này là nên có một cái trong tủ đồ của con để mặc, nó rất là hách chân, nó đẹp ấy. Và mặc thoải mái nha mọi người nhá. Lương Mây 03 rồi ok. 04 giúp em. Đấy, chị nào lấy 04 thì comment là 04 kèm cân nặng. Và kèm số điện thoại cho em nha mọi người nhá. Ống rộng còn. Ống rộng em còn nhá. Ống rộng vẫn còn, ống rộng size đến 40 cân đúng không? Nguyễn Hà 04 rồi ok này. Đó, Nguyễn Xuyến có 04 ok này. Từ 20 cân đến 40 cân em có size nha các chị yêu, 89.000 một quần cho em nha. Chốt ngay ngay nhanh cho em là con này là 04 giúp em nha mọi người nhá. 04 quần váy 89.000 đồng cho em. Mặc với áo phông rất là đẹp luôn ạ. Đó, 89.000 chất siêu mềm nha. Siêu co
lên số điện thoại này. Ngọc Ánh 04 này, Lương Mai 04 này, Nguyễn Hà 04 rồi ok này. Đó, 0489 này. Khanh Lê lên số điện thoại cho em nào. Lý Phương 03 này, Ngọc Huyền 04 này. Các chị em comment đúng mã số cho em với nha mọi người nhá. Quần váy này là 04 cho em nhá mọi người nhá. Nhà em là chuyên hàng trẻ em nhá. Nhà em là chuyên hàng trẻ em, không có đồ người lớn đâu. Đó, 04 cho em 69.000 này. Tôi lên cho em một dáng xuông ngố này nha mọi người nhá. Quần rất là đẹp, không có lý lắm. Lộc Phúc lên số điện thoại đi chị ơi. Khanh Lê và Nguyễn Lộc Phúc lên số điện thoại cho em nào. Khanh Lê và Nguyễn Lộc Phúc lên số điện thoại cho em nhá. Hoàng Lê Na 04 ok này. 40 cân eo 72 đó. Eo 72 có vừa không em kìa? Không vừa đâu chị ạ. Nguyễn Lộc Phúc lên số điện thoại này. Khanh Lê lên số điện thoại này. Ngọc Huyền báo rồi này. Ok nha, 04 cho em 89.000 một quần đấy các chị nha. Size 20 cân đến 40 cân em có size nhá mọi người nhá. Mã số lên là 02 cho em, 04 cho em nhá. Ngọc Ánh có rồi, 04 nhà em không có bé trai đâu nhá. Em chuyên bé gái thôi các chị yêu. Nhà em chuyên váy đầm và các thứ quần bò, nói chung bé gái cái gì có. Còn bé trai em không có đâu nhá. Rồi ok, Khanh Lê có rồi, ok này. 04 cho em nhá mọi người ơi. 89.000 cho em ạ. Phong size 20 cân thì 40 cân cho em. Dung Nguyễn 04 rồi, ok Khanh Lê có rồi. Mã hàng cho em là 04 89.000 nhá mọi người. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em siêu đỉnh luôn. Các chị nhận hàng, các chị mê luôn. Bên ngoài đang bán 180-200 đấy nha mọi người, được kiểm tra thoải mái cho em này. Bán giá em tặng các chị 89.000 đồng để bán để nhớ đến em nhé mọi người nhá. Mã số lên là 04 cho em 89.000 đi ạ. 89.000 thôi mọi người nha. Chị nào lấy 04 thì comment là 04. 03 là quần ngố, em đặt rõ ràng là quần ngố mà các chị cứ bảo quần dài là sao nhá. Rồi Thu Hằng là 04 này, Nguyễn Thị 04 này. Lên tiếp quần suông này. Em lên xong quần rồi em lên váy mà. Khổ quá, em đang lên quần xong rồi em lên váy các chị ơi. Đợi xíu nha vì nhiều hàng để sale lắm. Mã số tiếp theo lên cho em mã số 05 quần suông ngố này. Mã số tiếp theo lên cho em tiếp nha. Chị nào lấy 0304 thì cứ comment 0304 cho em nhá. Nga Thanh 04 rồi ok này. Rồi lên tiếp cho em dáng suông ngố nhá. Dáng suông tức là dáng rộng và trên gối, mặt trên gối cho em hoặc là che dưới gối một xíu thôi. Dáng quần suông ngố của bé gái này. Mã số lên cho em là 05. 05 em có size là từ 15 cân đến 40 cân em có size. Mã số lên cho em là 05 cho em với giá là tặng 89.000 một quần luôn nhá mọi người nhá. Tặng 89.000 quần suông ngố luôn cho em. Mã hàng cho em là 05 nha mọi người nhá. Đây dáng của nó là dáng suông ngố rất là đẹp. Chất liệu thì siêu mềm luôn. Ở phần sau em đều có chun co giãn cho các bé mặc rất là thoải mái luôn cho em nhá. 89.000 lên cho em con này là 05 nào. Đó, quần suông ngố nhá, mặc mùa hè rất là mát luôn ạ. Đặc biệt là cái chất của nó rất là mềm, mặc như quần cốt tông luôn. Đây dáng suông ngố của bé gái cho em nhá. 05 89.000 đồng này. Form size là từ 15 cân đến 40 cân này, em có size rồi. Từ 3 tuổi đến 10 tuổi mang vừa cho em 05 nha mọi người nhá. 05 kèm số điện thoại cho em là có đơn. Đó, Dung TR có 04 này, Kim Tuyến có 04 này, Khanh Lê 05 ok này. Rồi cái này lên cho em là 0589.000 cho mọi người nhá. Cũng 280-200 quần xuôi em tặng 89.000. Đặc biệt là cái chất nó rất là mềm luôn cho em nha mọi người nhá. Form size là 15 cân đến 40 cân em có đủ size luôn. 15 cân đến 40 cân em có đủ size. Và không lựa kiểu nha các tình yêu ơi, không lựa kiểu cho em này. Đó, đẹp lắm mọi người. 0589.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 89.000. Form size từ 15 cân đến 40 cân em có size nhá. 15 cân đến 40 cân em có size. Nga Thanh có 05 rồi ok này. Trâm Phạm 05 ok này. Dáng suông ngố này là dáng rất là hot luôn ấy. Dáng rất là hot luôn, dễ mặc. Mặc rộng lại thoải mái cho em này. Siêu mát 89.000 cái quần. Các chị mua ở đâu được quần cho bé size to đùng luôn mà chỉ có 89.000. Size từ 15 cân 4 tuổi trở lên cho em tới tầm 40 cân 10 tuổi mang vừa cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy quần suông ngố thì comment cho em là 05. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. Kèm cân nặng của bé và kèm số điện thoại cho em là có đơn, có 89.000 một quần thôi. Áp dụng chia sẻ like để không bị ẩn comment nhá mọi người nhá. Đó gọi là quần suông ngố thì làm sao để thì là dáng dài được. Quần suông ngố tức là mặc tới đầu gối thôi các chị yêu ơi. Đây quần suông ngố là mặc tới đầu gối cho em thôi mọi người nhá. Đây em cầm cái này là size to đây này. Đó, quần suông ngố tức là chỉ mặc đến đầu gối và trên gối hoặc dưới gối một xíu tùy chiều cao của từng bé thôi nhá. Và có cân nặng là từ 15 cân đến 40 cân cho em. Mã số cho em là 05 cho em với giá là 89.000 một quần nha mọi người nhá. Không lựa kiểu nha mọi người ơi. Váy bò là cái gì nhỉ, em có váy bò đâu. 05 cho em 89.000 đồng cho em nha các bác nha. Chị nào lấy 05 thì comment cho em là 05 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok có đơn cho em 05 này. Từ 15 cân cho tới 40 cân em có đủ size. Từ bao nhiêu 3 tuổi cho tới 10 tuổi là mang vừa các chị yêu nhá.
xốp mềm, co giãn 4 chiều. Cái này chất xốp nhưng nó co giãn nha mọi người nhá. Tay bồng rất là xinh luôn, xịn sò cực kỳ luôn nha mọi người nhá. Ở phần sau em có phối dây thắt eo và đặc biệt cái váy này nó không bị nhăn. Đấy, không bị nhăn này, co giãn này, thấm hút mồ hôi nhá. Nói chung là toàn bộ những cái ưu điểm là nó nằm trên cái váy này hết luôn. Đấy, rất là xinh xắn luôn cho em này. Bán tặng cho em nhá. Bao nhiêu? 119.000 một cái thôi nhá. Size từ 17 cân cho tới 37 cân em có size ạ. Mã số hàng lên cho em là 06 này. Đó, 06 cho em. 119.000 đồng giúp em nha các chị yêu nhá. Mã số lên cho em là 06 giúp em nha mọi người. Hàng 300.000 nhưng hôm nay em tặng các bác luôn 119.000. Em có đủ size từ 17 cân là từ 4 tuổi trở lên cho tới 37 cân nha mọi người nhá. 37 cân thì tầm 10 tuổi mang vừa cho em. Mã hàng này lên cho em là 06 nha mọi người nhá. Phối 2 tầng rất là xinh luôn. Phần sau em có dây thắt nơ cho mọi người. Đó, rất là xinh luôn ạ. Tay bầu cao cấp nha mọi người. Màu này là xanh cốm đang rất là hot này. 06 nha mọi người nhá. Lan Dương 05 rồi, ok. Tường Vi Nguyễn có rồi này. Lý Phương có rồi. Hoàng Thu có 05, ok này. Rồi lên cho em váy cao cấp, mã số này lên là 06 đi ạ. 06 cho em này. Form size từ 17 cân tới 37 cân em có size nha các chị yêu. Từ 4 đến 10 tuổi mang vừa. Với giá là 119.000 một cái nha các chị yêu nhá. Nhận về với giá trị của nó, cái váy này phải tầm gần 300.000 nếu như các chị mua ở bên ngoài. Nó to và nó rất là đẹp luôn. Nói chung là nó rất là xinh xắn nha mọi người nha. Đây là màu xanh cốm này. Bán rất là chạy, màu xanh cốm luôn. Rồi mã số 06 cho em màu hồng này. Đấy, màu dễ thương nhá. Cái phần tay bồng của em là hai lớp này. Nó rất là đẹp luôn và nó rất là mềm. Phần tay bồng hai lớp cho em nha. Đi tiệc đi cưới này, đi sinh nhật rất là đẹp luôn. Mã số 06 cho em màu xanh dương này. Màu xanh dương cho em, mã số cho em là 06. 189.000 đồng cho em nhá. 189.000 cho em 06 kèm cân nặng. Và kèm số điện thoại cho em. Long lên số điện thoại đi chị ơi. Nguyễn Thị Long lên số thoại kìa. Ờ không, mã khác mà buổi trưa mã khác là đúng đấy, không sao đâu nhá. Buổi trưa like khác, bây giờ like khác mà chị Hoa Nguyễn. Nhá, Nguyễn Thị Long lên số thoại nào. Nguyễn Thị Long lên số thoại nhá mọi người. Váy cao cấp này lên cho em là 06 nha các bác ơi. Chốt cho em con này là 06, 119.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 119.000 cho em. Đó, 06 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn nha. 119.000 có màu xanh dương này, màu hồng này. 06 lên cho em màu xanh cốm này. Đó, màu xanh cốm này, xanh cốm đẹp lắm. Xanh cốm rất là có nghĩa là mặc nó rất là ăn da ấy, rất là trắng da. Đó nhá. Nguyễn Thị Long lên số thoại đi. Nguyễn Hà có 06, ok này. Chị nào lấy 06 thì comment cho em là 06 cho em 109.000 nha mọi người nhá. Long Nhi có 0405, ok này. Đó, con này là 06 giúp em màu xanh cốm nhé mọi người nhá. Đây là phần sau này. Đó, phần sau em có phối dây thắt eo cho em. Chất liệu của nó là chất xốp mềm co giãn 4 chiều nha mọi người nhá. Rất là mềm và thấm hút mồ hôi cho em và không bị nhăn. Chị nào lấy 06 thì comment cho em con này là 06 cho em màu xanh cốm này. 06 lên cho em màu hồng này. Và 06 lên cho em màu xanh dương này. 119.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 119.000 cho em, chốt cho em là 06 á. Quần jean ngố vừa lên rồi mà. Quần jean ngố vừa lên rồi mà. Đó, chị nào lấy 06 thì có mẹ là 06 giúp em nha mọi người nha. 119.000 cho em. Jean ngố là mã số 03 đây nhá. Jean ngố là 03 đúng không? Đây, jean ngố là mã số 03 này. Quần jean ngố là mã số 03 nhá. Quần jean ngố là mã số 03, size cho bé là từ 17 cân đến 35 cân. Mã số 03 quần jean ngố nhưng mà dáng ôm. Dáng ôm. Đây quần jean ngố này nhưng mà dáng ôm, dáng ôm mã số đây là 03 quần jean ngố dáng ôm nhá mọi người, với giá là 69.000 nhá. Út Thơm lên số thoại kìa. Nguyễn Long có rồi, ok nhá. Võ Thị Mỹ có 06 xanh dương rồi. Cái này lên cho là 03 quần jean ngố dáng ôm nhá. Chị nào đặt rồi thì thôi không phải đặt lại đâu nhá. Không sai là 17 cân đến 35 cân dáng ôm nhưng không phải dáng suông đâu nhá. Cái này là dáng ôm mặc đến đầu gối thôi nhá. Quần jean ngố mặc đến đầu gối nhá. Người kia không phải quần 90 phân đâu nhá. Quần này là mặc đến đầu gối thôi ạ. Mã số 03 cho em 69.000. Chị nào đặt rồi thì thôi nhá. Út Thơm lên số thoại đi. 03 nhá. Mã số lên cho em là 03 đi. Đó, 03 cho em kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Quần ngố này theo hình nói chung là có nhiều hình lắm. 17 cân tới 35 em có size nhá. 17 cân tới 35 cân em có size ạ. Co giãn rất là nhiều, mặc thoải mái như quần cốt tông luôn. Chị nào lấy 03 thì comment cho em 03 quần ngố nhá. 69.000 một quần. Đó, 03 cho em 69.000 nhá. Thái Hạnh có 06 rồi, ok, màu hồng này. Rồi nhá, màu vàng ở phía sau bao nhiêu shop rồi, đợi xíu nhá chị. 03 nhá mọi người nhá, quần ngố cho em là 03 cho em. Đó, đầm xanh là 06 vừa lên xong thì Thanh Thảo nhá. Đầm
vừa lên sau 119.000. Hôm 3 này, chị nào có rồi phải đặt lại đó mọi người, vì nhà em. Vì nhà em in bằng máy mà. Vì nhà em in bằng máy em không biết đâu được đâu, mọi người chia sẻ like cho em để không để comment là được nhá. Cái này là 03 cho em này. Thì nhà trước 03 thì comment là 03. 17 cân đến 35 cân 69.000 nha. 17 cân đến 35 cân 69.000 cho em mã số là 03 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. Rất là xinh luôn ạ. 17 cân tới 35 cân cho em nhá. 17 con tới 35 con em có sai nhá. 69.000 thôi, chi ăn 69.000 cho em này. 03 nha. 03 69.000 cho em. Đã đóng cửa đi em. Chị Hà có này. Rồi nha, Nguyễn Nữ có 03 rồi hai cái này. Chị Hà có rồi, Trang TR có rồi đấy. Có rồi chị ơi, có rồi phải comment lại đâu nhá. 03 cho em 69.000 một quần nhá mọi người nha. 17 cân đến 35 cân cho em. Váy size 3 mấy cân thì cái này này, 33 cân em vừa lên là 06 đấy này. Cái này 06 119.000 có size 38 cân cơ mà nhá. Rồi lên tiếp cho em này, mã số tiếp theo nha mọi người nhá. Váy phụ vuông trắng này. Lên cho em con váy này. À cái này size cái này. Cái này size size gì nhỉ? Cái này size gì đấy? Cái đấy màu hồng còn đủ size, còn màu vàng thì chỉ còn size đến 20. Rồi lên cho em mã số 07 này. Mã số 07 cho em váy bèo cao cấp cho em 07 này. Đấy, lên cho em con váy thiết kế cao cấp váy bèo nhá. Mã số 07 cho em size 17 cân đến 27 cân cho em. Mã số 07 cho em này. Màu hồng là 17 cân đến 27 cân. Còn màu vàng là 17 đến 20 cân thôi. Váy này em tặng các bác luôn 79.000 một cái nhá. Mã số lên cho em là 07 đi. Đúng không? Mã hàng lên cho em là 07 79.000 đồng cho em. Chấm bài lên cho em nha mọi người nhá. Tương tác hoặc tin tả la lên giúp em nào. Nha mọi người nhá. Lấy mã nào thì các chị comment mã số kèm số điện thoại cho em và kèm cân nặng cho em là ok có đơn nhá. An Bình 05 này, Minh Thùy 06 này, Mét Trẻ có 03 ok, Ngọc Nguyễn 03 rồi ok nhá, Nguyễn Nữ 03 rồi ạ. Rồi cái này lên cho em Hồng Cao 03 có rồi. Rồi cái này lên cho em mã số là 07 cho em nhá, 79.000 một cái này. 07 79.000. Em có size cho bé là từ 17 cân đến 27 cân cho em, tầm 4 đến 8 tuổi cho em màu hồng nhá. Và màu vàng em có size 17 đến 20 cân cho em với giá là 79.000 một cái thôi ạ. 79.000 chốt cho em con này mã số là 07 nhá mọi người nhá. 07 giúp em ạ, chất đùi tơ rất là đẹp luôn. Cái này không bị nhăn, không bị nhầu luôn. Rất là mát luôn, giá của nó là giá baby doll nhá mọi người nhá. Đấy màu vàng em chỉ còn đến 20 cân thôi, còn đâu là màu hồng nha mọi người nhá. Màu hồng size đến 27 cân cho em. Mã hàng cho em là 07 nhá mọi người, 89.000 à 79.000 chứ quên. 79.000 xin lỗi mọi người, 79.000 một cái nhá. Thi Hà có này, Thủy Phương có 07 ok này, 79.000 cho em. Đấy 07 79.000 giúp em nha mọi người nhá. Xinh nhỉ. Đó, rất là xinh luôn, váy bèo dáng baby doll Hàn Quốc cho em mặc rất là tây luôn mọi người ơi, và đặc biệt cái chất của nó là chất đùi tơ, nó rất là mềm và thấm hút mồ hôi cho em. Form size là 17 cân đến 27 cân em có size này. Mã hàng cho em là 07 giúp em, màu hồng 17 cân đến 27 cân. Màu hồng màu vàng là 17 đến 20 cân cho em. Màu vàng là 17 đến 20 cân cho em với giá là 79.000 thôi nha. 79.000 đồng cho em mã hàng là 07 đi ạ. 07 nha các chế ơi. Để phải đâu rồi. 07 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. Điện thoại chị Tâm. Không kém hết. Rồi 07 giúp em nha mọi người nhá. Chị nào lấy 07 thì comment cho em là 07 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là được nha mọi người nhá. 79.000 một cái, 17 cân đến 27 cân em có size. Mã hàng cho em là 07 giúp em nha mọi người nhá. 07 cho em ạ. Ôi xinh quá nha. Chân váy có nha mọi người. Áo khoác không có đâu. Lan Kiều của 07 này. Nguyễn Tina 07 ok, lên cân nặng luôn đi mọi người nhá. Lên cân nặng luôn. Lan Kiều có rồi. Ngọc Tuyền có 07 rồi ok nè. Chị nào lấy 07 thì comment cho em 07 79.000 nha mọi người. 17 cân đến 27 cân cho em nha mọi người nhá. 17 cân đến 27 cân em có size tầm 4 đến 8 tuổi mang vừa. 4 đến 8 tuổi mang vừa cho em màu hồng và màu vàng nha mọi người ơi. Màu hồng và màu vàng giúp em nha. Chị nào lấy 07 thì comment cho em mã số là 07 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đâu nè. 07 giúp em nha mọi người nhá. Váy size to hả? Có mang có size to nhá mọi người nhá. Em có size to đây này. Máy vàng này là mã số 08, cái này em còn size bé thôi ạ. Cái máy vàng này thì còn size bé thôi. Cái máy vàng này em chỉ còn size đến 20 cân thôi nè. Máy vàng này là hàng cao cấp rất là đẹp luôn này. Mà mã số tiếp này. Tường Vi có 07 đây. Rồi mã số tiếp theo lên cho em này. Mã số 08 này. Mã số 08 cho em váy 3 bông hoa nhé. Váy 3 bông hoa cho em mã số lên cho em là 08 này. Form size cho bé là từ
đến 20 cân cho em tầm 3 đến 6 tuổi mang vừa cho em váy này. Váy ba bông hoa cao cấp cho em, cái này phối hoa liền luôn này. Em phối hoa liền với lại váy luôn này các chị yêu nhá, với giá là 89 nghìn một váy cho em. À quên, 109 nghìn đồng cho em. 109 nghìn cho em con này mã số là 08 nhá, 109 nghìn cho em. 109 nghìn cho em con này là 08 giúp em này. Đó, 08 cho em 109 nghìn đồng cho em nhá mọi người nhá. Đó, 08 nhá. Em vô giày tay không có chị ạ. À. 08 15 cân đến 20 cân nói chung tầm 3 đến 6 tuổi 109 nghìn nhá mọi người nhá, 109 nghìn. 109 nghìn áo khoác jean nhà em không có nữa mọi người ạ. À. Vì là bây giờ miền Bắc nhà em nó nóng lắm rồi, không bán khoác jean nữa ấy. Không còn bán khoác jean nữa ấy. Rồi ok nha. 08 kèm số thoại và kèm cân nặng cho em nhá. Rồi Nguyễn Tina có 08 này. Boyka có 08, ok có 109 nghìn thôi mà đẹp lắm. Cái này hàng xuất sắc luôn vì cái này em không còn size to ấy. Bình thường em có đến tận 38-40 cân cơ. Nhưng hôm nay em hết size to nên em sale luôn 109 nghìn. Còn bình thường em bán 179-189 nghìn cơ nhá mọi người nhá. Ở phần sau có phối dây thắt eo cho các chị yêu. Hạ số lên cho em là 08 cho em 109 nghìn đồng cho em nha mọi người nhá. 08 á, 15 cân đến 20 cân em có size này. 15 cân đến 20 cân em có size mã hàng cho em là 08 kèm cân nặng. Và kèm số thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. 08 Ngọc Tuấn có này. Ngọc Tuấn có rồi nhá. Bộ 3 tháng em không có, bộ 3 tháng em không có mọi người chấm bài lên cho em nữa nào mọi người ơi. Bố chị lên cho em xin một lượt chấm bài với nha các bác nhá. 08 cho em 109 nghìn cho em 15 cân đến 20 cân nhá mọi người nhá. Từ 15 cân đến 20 cân cho em mặc quá là dễ thương luôn nhá mọi người nhá. Size từ 3 đến 6 tuổi cho em. 15 cân đến 20 cân cho em mã hàng cho em là 08 nhá. 08 cho em 109 nghìn chất đuổi tơ rất là mềm nhá mọi người nhá. Quần bom lên lúc đầu like rồi nè. Quần bom lên rồi. Rồi mã số tiếp theo lên váy to tiếp này, váy size to này. Mã số tiếp theo này. Mã số tiếp theo này. Rồi lên tiếp cho em mã hàng tiếp theo cho em mã số là 09 này. Mã số 09 cho em này, váy cổ vuông nhá mọi người nhá. Váy cổ vuông trắng này, váy cổ vuông bèo trắng cho em tay cánh tiên rất là đẹp luôn. Chất liệu của nó là chất đuối tơ rất là mềm, không nhăn nhầu nhá. Em có size là từ bao nhiêu cân nhỉ? 20 cân đến 40 cân em có size nhá mọi người nhá. Cái này lên cho em mã số là 09 này, 20 cân đến 40 cân em có size với giá là 109 nghìn đồng thôi ạ. À, form đại nha mọi người nhá. Cái này là form to đại từ 20 cân đến 40 cân cho em. Phải từ 5 tuổi trở lên mới mang được con này nha mọi người nhá. Cái này lên cho em mã số là 09 này. Ở phần sau cũng là cổ vuông nhá mọi người nhá. Cổ vuông phố dây thắt eo cho em này. Chất liệu của nó là đuối tơ rất là mềm và không nhăn nha mọi người nhá. Mã số lên là 09 á, 109 nghìn luôn cho em này. Em có màu xanh dương này. 09 lên cho em màu này là màu xanh dương này. 20 cân đến 40 cân em có size nhá. 09 màu xanh dương này. 09 lên cho em màu hồng này, 109 nghìn cho em. 109 nghìn cho em 09 này. Đó, 09 cho em màu vàng này. Màu vàng giúp em này, 109 nghìn đồng cho em nhá. 09 lên cho em màu này là màu cam này. Màu cam cho em này, 109 nghìn đồng giúp em nha mọi người nhá. Mã hàng là 09 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn. Form size là 20 cân đến 40 cân cho em nhá. Cái này chất liệu của nó là chất đuổi tơ, nó rất là mềm. Cái phần cổ là lá này cho em là nó là dạng như voan cao cấp ấy. Nó rất là xịn sò luôn nhá. Cổ liền cho em này 109 nghìn đồng cho em này. Cao cấp cho em 200-200. Bây giờ bán tặng 109 nghìn cho em. Mã hàng lên cho em là 09 nha các bác nhá. 09 cho em nhá mọi người nhá. Không cho xem để mua hai cái là cái gì đấy. Rồi mã số lên cho em là 09 nha mọi người nhá. Lưu Giang có 09 này, Út Hòa có 09 này. Rồi chị nào lấy 09 thì comment cho em là 09 cho em này. Màu hồng này, màu vàng, màu cam và màu xanh dương nhá mọi người nhá. 109 nghìn đồng cho em này. 109 nghìn cho em nhá mọi người nhá. Đó. Xanh phía sau là mã bao nhiêu em nhỉ? Rồi mã số là 09 nhé mọi người nhé. Mã hàng lên là 09 cho em nhé mọi người nhé. 109 nghìn đồng cho em tay cánh tiên rất là xinh. 20 cân đến 40 cân phong đại nha mọi người nhé. 20 cân đến 40 cân cho em phong đại đùng luôn. Đấy phong đại đùng luôn cho em. Mã hàng là 09 giúp
109.000 thôi, phong size 20 cân 40 cân và em có 4 màu nha mọi người nhá. Đây là xanh dương này, đẹp lắm. Xanh dương này, 09 cho em màu hồng này, 09 lên cho em màu vàng này. Và 09 lên cho em màu cam này, và màu đẹp không mọi người nhá. Mà rất là tôn da và trắng da luôn cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy 09 thì comment cho em 09 nha mọi người nhá. 09 giúp em này là mấy âm em? 09 thì comment giúp em là 09 nhá, kèm số điện thoại và kèm màu mình yêu thích nha mọi người. Nga Tuyết 09 này, ok Lê Thư có 09 này. Minh An Thân có 09, ok này, Đinh Diệu 09 này, Nga Tuyết có rồi, ok ạ. À. Rồi chị nào lấy 09 thì comment cho em giúp em là 09 nhá mọi người, 109.000 cho em nhá. 109.000 đồng giúp em ạ. À. Chị nào lấy thì comment là 09 giúp em nha mọi người. 109.000 phong size là 20 cân tới 40 cân em có size nhá, từ 5 tuổi đến 12 tuổi mang vừa. 5 tuổi đến 12 tuổi mang vừa và em có 4 màu, các chị lên màu giúp em nhá. Đó, có dây thắt em rất là xinh luôn, 109 như một cái váy to đùng luôn. Ở bên ngoài không có giá này đâu, nên là thật sự luôn, ở bên ngoài phải tầm rơi vào tầm 180-250 một cái nha mọi người nhá. Thu Hoàng có 09 là ok nha mọi người nhá. Tương tác chấm bài, thả tin, thả like lên cho em với nào. Đó, chị nào lấy 09 thì comment cho em là 09 nha các bác ơi. Hạ số 09 cho em nhá, 09 nhá. Váy 10 cân, 12 cân ấy, ở đây lên cho mấy cái này. Đây 10-12 cân có luôn này. Rồi, mã số tiếp theo lên cho em mã số 10 này. Mã số tiếp theo lên cho em mã số 10 này. Đó nha, mã số 10 cho em size 10 đến 12 cân này. Mã số 10 đúng không em? Hay cái này là cái gì đây? Mã số như là size gì? 09 cho Hảo Lê này. Rồi cái này 10 đến 12 cân, 1 đến 2 tuổi mang vừa cho em mã số này lên cho em là 10 này, tặng tiếp này, tặng nhá. Cái này hàng tặng này. Mã số 10 cho em với giá 29.000 một cái nha mọi người nhá. 29.000 không lựa màu cho em mã số lên là 10 giúp em này. Đó, mã số này lên cho em là 10, kèm cân nặng cho em mà có đơn nhá mọi người nhá. 10-29.000 đồng cho em, mã số 10 lên 29.000 đồng cho em nhá. 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Đó, mã số này lên là 10 giúp em nhá. 10 cho em này, váy 2 dây bèo cho em nhá. Form size là từ 10-12, nói chung 8-12 cân, 8-12 cân, 1-2 tuổi mang vừa cho em nhá. Mã số 10 này, 29.000 một cái nha. Bán tặng 29.000 một cái cho em này, áp dụng trên sẻ like cho em này. Áp dụng trên sẻ like, không lựa màu đâu mọi người nhá. Không lựa màu đâu mọi người nhá. Rồi chị nào lấy 10 thì comment cho em là 10 đi, 29.000 thôi. 29.000 đồng cho em nhá. 29.000 đồng cho em. Đó, 10 kèm cân nặng cho em là được. Thương Huyền có 06 rồi, Tuyền Nguyễn 09 thôi. Hà Tươi 10 rồi, không có 16 cân em đâu. Em đặt từ 10 đến 12 cân mà. Nghe cân nặng để chốt cho đúng nha mọi người nhá. Váy vàng 3 bông hoa có size, không còn size 30 cân. Váy 3 bông hoa em hết size 30 cân rồi nhá. Váy 3 bông hoa hết size 30 cân rồi. Rồi chị nào lấy 10 thì comment hàng tặng 29.000 mã số 10 cho em này. 10 đến 12 cân cho em nha mọi người nhá. 10 đến 12 cân cho em mã số 10 cho em này. Đó, với giá là 29.000 nha mọi người. 29.000 đồng cho em, không lựa màu đâu mọi người, em còn có ít thôi nha mọi người nhá. Ship toàn quốc là 30.000 các bác ơi nhá. Ship toàn quốc là 30.000 cho em. Đó, chị nào lấy 10 thì comment 10 cho em này, chấm bài tương tác lên cho em nhá. Mã số 10 cho em. Đó, 10 đến 12 cân thôi, 10 đến 12 cân, 1 đến 2 tuổi cho em với giá là 29.000 một cái nhá. 29.000, 29.000 cho em. Chốt nhanh nhá, không hết đấy. Cái này còn ít thôi, em tặng 29.000 một cái cho em, mã số lên là 10 cho em nhá mọi người nhá. Đó, nhá, mã số là 10 nhá. 05 không lựa màu đâu Ngọc Huyền nhá. 05 không lựa màu đâu, không lựa kiểu đâu nhá. Quần suông đấy là lựa kiểu ngẫu nhiên nhá. Rồi mã số 10. Phạm Hơn lên số điện thoại. Phạm Hơn lên số thoại kìa, không có số thoại chốt đơn luôn nhá mọi người nhá. Giờ bảo nó cầm một cái này sang bên đây cho nào. Cầm màu hôm nay màu trắng, màu gì nhiều sang cầm bên đây. Mã số tiếp theo lên cho em này. Mã số 11 này lên thì lên cái size bé luôn, các chị chọn luôn. Mã số tiếp theo lên cho em mã số là 11 này. Form size cho bé là từ cái này size 15 cân à. Size từ 12 đến 15 cân cho em mã số tiếp là mã số 11 này. 11 cho em nhá. Váy đuôi cá này size đến 15 cân, nói chung là 15 cân 4 tuổi cho em, 15 cân 4 tuổi, 2 đến 4 tuổi mang được cho em. Váy cotton theo nhá, hàng tàu cho em này. Mã số này lên là 11 à. 39.000 một cái nhá, 39.000. Cái này tặng tiếp 39.000, hàng cotton tàu cho em. Mã số lên là 11 cho em này. Đó, từ 12 đến 15 cân, 12 đến 15 cân cho em với giá là 39.000, mã số 11 cho em nhá mọi người nhá. 39.000 một cái rất là đẹp mà mặc thấm hút mồ hôi cực kỳ luôn. 39.000 một cái cho em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 11 thì comment cho em là 11, kèm cân nặng và kèm số điện thoại.
đơn nha mọi người nhá, quần suông còn nhá, quần suông em vẫn còn đó. Chị nào lấy 11 thì comment cho em là 11 kèm cân nặng cho em là được nha các chị yêu nhá. 11 cho em không lựa màu đâu, 39.000, 29 với 39.000 nhà em là không lựa màu đâu các chị yêu nhá. Hàng tặng thì làm gì được mẫu nữa. Thế rồi, mã số 11 size 12 đến 15 cân cho em, 12 đến 15 cân cho em là có đơn nha mọi người nhá. Đó, chị nào lấy thì comment là 11 cho em. 39.000 chắc có vải mặc sướng lắm, cái này hàng tàu mà mặc sướng lắm. Đấy, chắc có tông tàu cho em mặc siêu sướng luôn. Ở phần trong, ở phần trên này là theo nhá. Cái phần trên này là theo cho em 12 cân đến 15 cân. 12 đến 15 cân, 39.000 nha mọi người nhá. Có chứ, bán 39.000, 29.000 là xong tính ship được. Ship toàn quốc 30.000 nha mọi người nhá. Cao Mỹ Trinh lên số điện thoại. Chị Cao Mỹ Trinh vui lòng lên số thoại. Ship 30.000 toàn quốc, đồng kiểm tra hàng thi trước khi nhận cho em nhá. Ship 30.000. Cái này size 2 đến 4 tuổi thôi nha. 2 đến 4 tuổi cho em 39.000, cho em mã số này lên là 11 cho em nhá mọi người nhá. 11 cho em, 11 của 39.000 size 15 cân 4 tuổi quay đầu. 15 cân 4 tuổi quay đầu cho em treo luôn em đó. Đây đó. Chị Hứa Huyền lên số điện thoại ạ. Mụ xin cao gì? Cao bị xin lên rồi, chị Hứa Huyền lên số điện thoại đi ơi. Hứa Huyền lên số điện thoại đi, làm mã số này là 11 nha mọi người nha. 11 cho em rồi, mã số tiếp theo 12 này em lên cái size bé cho mọi người chọn luôn rồi xong rồi em lên size lớn nhá. Mã số tiếp theo này 18 đến 10 cân này, 8 đến 12 cân buộc lơ buộc lơ. 8 đến 12 cân này. Rồi mã này lên cho em mã số này là 12 này, 8 đến 10 cân cho em nhé. Cái này vừa bỏ trong túi ra chưa kịp làm luôn này. Đó, 8 đến 12 cân một. Nhung Tây lên số điện thoại đi chị ơi. Hứa Huyền và Nhung Tây lên số thoại kìa. Các chị không lên số thoại không có đơn đâu nhá. Rồi, nghe đọc cân nặng để khỏi phải hỏi còn cân gì nhá mọi người nhá. Nghe đọc cân nặng từng mã hàng vì em đã đọc là chỉ có sai vậy thôi. Rồi, cái này lên cho em mã số là bao nhiêu đây? 12 này, 12 nhá. Cũng tặng 39.000 một cái size 8 đến 12 cân cho em này. 8 đến 12 cân cho em 39.000, mã số cho em là 12 giúp em. Đấy, 12, 39.000, đợi xíu lên size nhí cho các chị chọn xong rồi lên size lớn nhá. Mã số này là 12, 39.000 đi. 39.000 chất liệu của nó là chất tơ mềm nha mọi người nhá. Chất tơ mềm cho em này, cái này 2 cái vừa treo trong túi dài này, rất là xinh luôn. 39.000 một cái cho em nhá. 39.000 cho em 8 đến 12 cân thì tầm 1 đến 2 tuổi mang vừa cho em. Đó, mã số này là 12, 39.000 cho em nha mọi người nhá. Đầm vàng ở sau 109.000 nha. Đầm vàng ở sau 109.000. Rồi chị nào lấy 12 thì comment cho em là 12 kèm cân nặng cho em này. 39.000 nhá. 39.000 đồng cho em. 12 ạ. Mã số này là 12, 39.000 nha mọi người nhá. 39.000 cho em này. Lên tiếp nha mọi người nhá. Mã số tiếp theo này. Đầm vàng này là mã số mấy em? Rồi cái này là mã số 08 này. Đầm này là mã số 08 này. 39.000 không lựa màu đâu, mã số 12 nhá. Chị Thanh Thúy không lựa màu đâu mà hỏi màu khác nữa chị ơi. 39.000 là em tặng các chị đâu, em nói thật cái váy đấy các chị nhá. Nói thật là em không bao giờ em nhập được 39.000, nhưng mà bình thường các cái size nhí nhí đấy là em sẽ tặng hết luôn. Đấy, bình thường mà vào nhà em hàng nhí là sẽ được tặng rất là rẻ luôn ấy, vì là chỉ còn sót mua tầm chục đến 20 cái thôi thì tặng đi nhá, chứ không có giá đấy đâu các chị ạ. À, em nói thật nhập còn gì, váy 39.000 công tán của thợ còn chưa có tiền công hiện tại luôn. Này lên là 08 nhá. Váy này lên cho em 3 bông hoa là 08 này. Mã số là 08 này, 15 cân đến 20 cân, 3 đến 6 tuổi mang vừa cho em 109.000, hàng cao cấp nha mọi người nhá. Hàng 250 300 bây giờ bán tặng 109.000. Hoa của em là phối liền với váy và không bong không chắc nhá. Hoa của em không phải là hoa gắn keo đâu mọi người nhá. Đó, chị nào lấy thì comment cho em con này là 08 này. Con này mã số này là 08 cho em 109.000. 109.000. Size cho bé là từ 15 cân đến 20 cân, em có size 08 nhá. 08 cho em 109.000 nha mọi người nhá. Chị nào lấy 08 thì comment cho em là 08 15 cân đến 20 cân nhá mọi người nhá. Đó, đẹp lắm, cái ngoài rất là đẹp luôn, mà chất của nó là chất tơ mềm nha mọi người nhá. Cái này là dòng tơ đuổi cao cấp, nó siêu mềm và đặc biệt là nó không bị nhăng. Đấy, nó không bị nhăng mà mặc mát lắm. Ở phần sau này, phần sau có phối dây thắt eo nha mọi người nhá. 15 cân từ 3 tuổi là mang được rồi ạ. 15 cân đến 20 cân, 3 đến 6 tuổi mang vừa cho em. Mã hàng là 08 cho em này, 109.000 nha. 109.000 cho em 08 nha mọi người nhá. 08 cho em. Nha 08 này. Lý Sang của 08 rồi, cái Hương Dương 03 này, 10 này. Ok nhá. Ngân Nguyễn 08 Hoài Thu rồi, ok 10. Rồi các chị có lên đúng mã số cho em là được nhá các chị yêu nhá. Chân váy này. Đây lên chân váy này, lên chân váy cho em mã số cho em là đấy đây. Chân váy này, lên chân váy cho em mã số là 13 giúp em nhá mọi người nhá. Lên chân váy tầng này, chân váy tầng 2 tầng cao cấp cho em mã số là 13 này nhà em có giật này.
13. Phong size là từ 22 cân đến 40 cân. Em có size này. Chân váy bán tặng 79.000 một cái cho em. 79.000 cho em mã số này là 13 giúp em nha mọi người nhé. Từ 22 cân cho tới 40 cân em có size ạ. Đó, 22 cân từ 40 cân cho em từ 5-6 tuổi trở lên nha mọi người nhé. 5 tuổi trở lên cho em 79.000 cho em. Lên đúng cú pháp mã số này là 13 nhé mọi người nhé. 13 cho em 79.000 một cái. Chấm bài tương tác lên giúp em nha các chị ơi. Mỗi chị lên cho em xin một lượt chấm bài và chia sẻ like với Năm. Chấm bài tương tác lên cho em với Năm. 89.000 à 79.000. 79.000 cho em chân váy 2 tầng cao cấp cho em siêu mềm luôn nhá mọi người nhá. Cái này chất đẹp lắm mọi người, mặc phối với áo phông hay là phối với cái gì rất là đẹp nha mọi người nhá. Đồ nhà shop đẹp lắm, cảm ơn chị nhá. Rồi mã số cho em là 08 đi. 08 à bao nhiêu là 13 chứ. Xin lỗi mọi người, mã số 13 nhá. 13 size 22 cân đến 40 cân em có size ạ. 22 cân đến 40 cân tầng này rất là đẹp luôn, ở bên trong em có lót nha mọi người nhá. Có lót dày dặn cho em này. Đó, bên ngoài là chất von lưới cao cấp rất là xịn sò luôn. 79.000 một cái thôi. 13 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhé. Chân váy này đang năm nay đang rất là hot luôn này. 79.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy 13 thì comment cho em là 13 kèm cân nặng. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Minh Thủy có rồi. Huyền Trang 08 ok này. Đó, chân váy là mã số là 13 giúp em đi. 100.000 à quên xin lỗi mọi người. 79.000, 79.000 nha mọi người. 79.000 mã số là 13 cho em nhá. 79.000 nha mọi người nhá. 79.000 cho em. Đấy, 22 cân đến 40 cân em có size nha. 22 cân đến 40 cân em có size ạ. Lê Thư có 13 này, Tú Bình có 13 ok này. 79.000 nha. Máy rồi em ơi. Quận rồi. Nha. Mã số lên cho em là 13 nha các chị nhá. 13 cho em nhá. Bao nhiêu 79.000 size 22 cân đến 40 cân em có size nhá. 22 cân đến 40 cân em có size nhá. 22 cân đến 40 cân mình chân váy thôi. Cái này em bán mình chân váy nhá. Cái này em bán mình chân váy nhá mọi người nhá. Nguyệt Trần có này, Ngô Minh Phượng có này, Tú Huỳnh có rồi. 13 79.000 cho em ạ. 22 cân đến 40 cân em có size nha mọi người. Chị nào lấy thì comment là con này là mã số là 13 cho em chân váy xếp ly tầng nha mọi người nhá. Chân váy tầng, chân váy quan tầng cho em đẹp lắm. Cái chân váy này mặc rất là xinh luôn đấy. Siêu xinh luôn. Mà chắc là mềm lắm mọi người ạ. Chắc rất là mềm luôn này. Đó, chất rất là mềm luôn cho em. Đó, 5 đến 10 tuổi, 5 đến 12 tuổi cho em nhá. 5 đến 12 tuổi cho em. Chị nào lấy thì comment cho em chân váy tầng mã số là 13 cho em. 79.000 cho em nha mọi người nhá. 79.000 cho em này. Đó, 79.000 đồng cho em nhá mọi người ơi. Chị nào lấy 13 thì comment là 13 cho em nhá mọi người nhá. Tôi bán quần sóc nha mọi người, bán tặng quần sóc này. Quần sóc bán tặng mã số 14 này. Đây lên quần sóc mã số 14 cho em bán tặng này. Mã số 14 size 10 cân đến 40 cân em có size nhá. Mã số cho em là 14 quần sóc cho em này. Bán tặng cho em 59.000 nhá. Áp dụng chia sẻ like cho em đi. 59.000 quần sóc mã số lên là 0 bộ à, bao nhiêu 14 á. Mã số 14 này. Ừ 59.000 này. Đó, lên cho em mã số là 14 59.000 đồng cho em này. Mọi người nhớ đi đơn trên 100.000 đồng để được gọi chốt đơn nha. Đơn dưới 100.000 đồng em không gọi chốt đơn đâu nhá mọi người. Cái này lên cho em mã số này là 14 cho em chân à, quần sóc nha mọi người nhá. Chất siêu mềm luôn cho em ạ. Cái chất mềm lắm. Cái chất rất là mềm luôn cho em này. Chất rất là mềm luôn cho em, co giãn 4 chiều cho em nhá mọi người nhá. Form size là từ 10 cân cho tới 40 cân em có size ạ. Mã số 14 cho em bán tặng chi ân 59.000, áp dụng chia sẻ like cho em nhá. 59.000. 59.000 mã số là 14 59.000 cho em. Nha mọi người, lên đúng cú pháp cho em là 14 nhá. Kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người, 59.000. Khách cũ thì không phải lên số điện thoại đâu nhá. Khách lên rồi thì không cần lên lại đâu. Cứ lên đúng số cho em là được, 1 đến 2 lần đúng số là được rồi nha mọi người nhá. Mã số cho em là 14 cho em nha mọi người nhá. 14 cho em 59.000 nha mọi người. 59.000 nhá. Mình cái like này bán tặng 59.000 thì bình thường em toàn bán 79.000 đấy. Bình thường toàn bán 79.000. À, lên cân nặng nhé mọi người, từ 10 cân cho tới 40-42 cân cho em có size nhé mọi người nhé. Co giãn 4 chiều cho em, không lựa kiểu nữa mọi người nhé. Chị nào lấy thì comment cho em mã số là 14 cho em, 59.000 cho em nha. 59.000 cho em mã số là 14 đi. Nguyễn Trần có, Duyên Phạm có, Ngọc Ánh có này. 14, 59.000 đồng cho em nha mọi người nhé. Mã hàng là 14 cho em, 59.000 nha mọi người nhé. Rất là xịn sò luôn, cái này chất nó mềm lắm. Quan trọng là cái chất ấy, mặc rất là thích luôn đấy. 59.000 một cái thôi là bán tặng 59.000 nhá. Áp dụng chia sẻ like cho em. Form size là từ 10 cân, từ 10 cân 2 tuổi là mang được rồi nhá. 10 cân này
cho tới 40 cân nhé, 40 42 cân, nói chung là tầm 15 tuổi mang vừa cho em ấy, 15 tuổi quay lại, 2 đến 15 tuổi cho em mã số này lên là 14 đi. 14 đúng không? 59.000 không có yếm. Không có yếm nhá. 59.000 mã số là 14 cho em size là 45 cân nhé mọi người nhá. Size là 45 cân em có size. Chị nào lấy 14 thì comment giúp em là 14 kèm cân nặng cho em là ok nha. 14 kèm cân nặng cho em. 59.000 nha mọi người nhá. Trần Hà có thư, Bùi có ok này. Váy vàng sau 109.000 mã số 08 nhá. Thảo Nấm có 14 rồi, Duyên Phạm có rồi nhá. Ngọc Anh có rồi, Nguyệt Trần có rồi nhá. Rồi chị nào lấy 14 thì comment cho em là 14 cho em nha mọi người nhá. 14 cho Minh An Trần, Minh An Thân có 14 ok này. Đó 59.000 nhá các chị ơi, nhớ đi đơn hai sản phẩm trở lên đơn trên 100.000 đồng cho em để gọi chốt đơn nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment là 14 cho em 59.000 thôi, bán tặng 59.000. 10 cân nhá. Từ 10 cân cho tới 40 cân em có size 45 cân nhá. 10 cân tới 45 cân cho em. Nguyễn Trang lên lại số sai số điện thoại này. Nguyễn Trang lên lại số này, sai số điện thoại cho em này. Có 28% thôi. Không có quên á. Sao mà cắm mãi không vào thế? Rồi Hảo Lê có 14 này, Nguyễn Trang lên lại số đi, sai số rồi kìa. Đó nhá, mã số 14 cho em 59.000 nhá mọi người nhá. Cuốn sóc cho em 59.000 14 này. Tay chấm bi ở đây. Tay chấm bi này. Tay chấm bi này, mã số tiếp theo này. Tay chấm bi cao cấp cho em nhá mọi người nhá. Tay chấm bi cao cấp cho em mã số là 15 này. Mã số là 15 này. Form size cho bé là 15 cân đến 30 cân em có size, mã số cho em là 15 cho em với giá là 109.000 đi. 109.000 cho em mã số này là 15 nhá. Thì lên 14 qua anh 14 rồi. Rồi con này cho em váy cao cấp mã số này là 15 giúp em nhá. 15 này. Nguyễn Trang lên lại số chưa? Ok này. Ok này. Ngọc Châu Phạm 14 rồi, chị Nguyễn Thị ok này. Rồi ok nhá. 59.000 quần ngố mã số 15 nha mọi người. 14 đấy, 14 quần ngố đây có 59.000 thôi. Anh Thu Phạm 14 này. Chốt điều ngày mai là lên giá khác ấy. Tại vì bình thường cái này em không sale á. Cái này quần ngố là em không ở một shop em không sale đâu. Nhưng mà thôi, hôm nay bán tặng các chị để lấy tương tác, mọi người chia sẻ like cho em mạnh mẽ lên nhá mọi người nha. Hương Dương có 06 rồi, rồi cái này lên là mã số 15 cho em 109.000 này. Bên trong có logo về bên ngoài là chất lăn lưới cao cấp cho em rất là mềm. Em có chấm bi trắng và chấm bi hồng cho em mã số này lên là 15 nhá mọi người nhá. Mười mấy nhá, 15 đúng rồi. 15 109.000 cho em từ 15 cân đến 30 cân em có size ạ. Từ 15 cân đến 30 cân em có size, mã số cho em là 15 nha mọi người nhá. Mã số là 15 cho em 109.000 đồng giúp em nha mọi người nhá. 109.000. Đó, chị nào lấy 15 thì comment cho em là 15 cho em váy chấm bi cao cấp rất là đẹp luôn. Đấy, rất là xinh luôn mọi người. Bên trong em có lót boy thống nhất màu và bên ngoài là chất quan lưới cao cấp siêu mềm luôn ạ. Mã số này là 15 nha các chị. Chấm bài lên giúp em là mọi người ơi, tương tác chấm bài thả tin thả like lên cho em với năm. Mã hàng là 15 cho em 109.000 từ 15 cân đến 30-32 cân em có size nhá mọi người nhá. Đó, mã số 15 em có màu hồng và 15 em có màu trắng này. Chấm bi hồng và chấm bi trắng, các chị thích màu gì thì comment màu đó cho em nha mọi người nhá. Thích màu gì thì comment màu đó cho em. Anh Thu Phạm ok chị ạ. Rồi Lý Hồng Hoa 15 này, Nguyễn Trang 15 ok, váy này đẹp lắm, cái váy này nhà em đang rất là hot hit luôn ấy. Đấy, màu trắng và màu hồng cho em này. Màu trắng và màu hồng cho em 109.000. 109.000 một cái nha các chị nha. Hàng cao cấp 250-300 em bán tặng 109.000 cho các chị luôn. Đấy, mặc siêu xinh luôn mà đặc biệt cái chất của nó rất là mềm và bên trong nó thấm lút hút mồ hôi nha mọi người nhá. Mã số cho em là 15 nha mọi người nhá. 15 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. 15 cho em 109.000 từ 15 cân đến 35 cân em có size á. Crocs em không có đâu nhá. Xô qua mã nhá. Chị nào lấy 15 thì comment cho em là 15. Váy xanh này là 07 nha các chị đúng không? Không, 06. Rồi váy xanh này là mã số 06 này. Đây nhá. Cái váy xanh sốt cao cấp này là mã số 06 cho em này. Đây, cái này là mã số 06 nhá mọi người nhá. Form size là 17 cân đến 37 cân cho em. Mã số là 06 cho em váy xanh này 119.000. Chất liệu của nó là chất xốp mềm co giãn 4 chiều cho em và thấm hút mồ hôi nhá. Không hề nhăn nhầu luôn. Váy xếp 2 tầng này cho em mã số này là 06 này. Đó, 119.000 cho em đang rất là hot luôn nha mọi người nhá. 06 nha em nhá. 06 cho em, à đúng rồi, 06 119.000 này. Mã xanh là 06. Rồi 06 cho em màu xanh này, Cao Mỹ Chi có rồi. 06 cho em màu hồng này. Mã số 06 cho em màu hồng này. 06 lên cho em màu xanh cốm này. Đây là màu xanh cốm này. 119.000 đồng cho em nha các bác nha. 119.000 đẹp xuất sắc luôn nhá mọi người nha.
nó rất là co giãn cho em nhé mọi người, mặc rất là thoải mái cho bé á, thấm hút mồ hôi và nó còn không bị nhăn nữa nhá, không bị nhăn bị nhầu nhá mọi người nhá. Khi mà các chị giặt rũ xong ấy mà các chị không may vò váy ấy mà nó không rũ ra thì nó vẫn bình thường dáng như thế này cho em nhá mọi người. Cái váy này có nhiều ưu điểm lắm, rất là đẹp luôn. Điều thì Hoa lên số điện thoại đi chị ơi, mã số 06 cho em 119.000 nhá, 119.000 mã số là 16 cho em. Thiều Thị Hoa lên số điện thoại nhá, Thiều Thị Hoa lên số điện thoại cho em nè. Cái này có size 25 cân mà, 17 cân tới 35 cân chút em và em đang cầm nha mọi người nhá. 17 cân đến 35 cân em có size mã số cho em là 06 cho em 119.000 nha mọi người nhá. 06 cho em màu xanh này, 06 lên cho em màu hồng này. Và 06 lên cho em màu xanh dương này, xanh dương, xanh cốm và màu hồng giúp em nha mọi người nhá. Xanh dương, xanh cốm và màu hồng giúp em. Chị nào lấy thì comment là 06 giúp em nhá. Đó, 06 giúp em nhá. Thiều Thị Hoa lên số điện thoại nào. Đúng không? Thiều Thị Hoa lên số điện thoại đi chị ơi. Mã nào là 06 cho em đi nhá mọi người. 06 của em rồi lên váy hoa này. Không lên cái này nào. Mã số tiếp theo này. Cái này còn mấy cái sale luôn này. Rồi cái này còn mấy cái sale luôn này. Mã số mấy đây? Mã số 16 này. Đây con này lên cho em mã số 16, size 17 cân đến 20 cân cho em mã số này là 16 này. Mã số 16 cho em nhé, còn ít hơn sale này. 79.000 một cái nhé, 79.000 cho em mã số này là 16 cho em nhé. Có bán sĩ thì Phùng Liên nhé, có bán sĩ nhé. Rồi cái này lên mã số là 17 đúng không? 16 nhé, cái này lên là mã số 16 cho em này. 16 này, 79.000. Chất liệu của nó là hoa thô bo nhé mọi người nhé. 17 cân đến 20 cân cho em 79.000 cho em này. Đó, 79.000 mã số này lên là 17 giúp em nhá. 17 màu tím, màu xanh, màu hồng và màu tím, màu hồng, màu xanh cho em. Mã hàng lên là 17 giúp em đi. Đấy, con này lên là 17 giúp em, 79.000 thôi nha mọi người. 79.000 cho em mã số này là 17 giúp em nhá. 06 Hoàng Huệ rồi, 06 119.000 Trang Nguyễn nhá. 119.000 cho em. Trần Hà 06, Quỳnh Nguyễn 06 rồi ok nhá. Phương Vũ 06 này. Chị gì nhá? Hương Ly 06 và 08 ok chị này. Đó nhá. Cái chị gì Hoa đấy không lên số điện thoại à? Thiều Thị Hoa không lên số điện thoại à chị? Thiều Thị Hoa không lên số điện thoại à? Rồi mã số này lên là 16 cho em với giá là, mã số 16 cho em với giá là 79.000 đồng, 17 cân đến 20 cân cho em cánh tiên cao cấp rất là đẹp ở phần sau em của phố da thắt eo nhá. Chất liệu của nó lại là chất thô mềm. Cái này chất thô rất là mềm, thấm hút mồ hôi cho em nhá. Đấy, nên các chị yên tâm được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha mọi người nhá. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em mã số này lên là 16 cho em. Đó, mã số 16, 79.000 nha. Còn mấy cái thêm tặng 79.000. Hoàng Hệ 06 rồi ok này. Rồi ok nhá, rồi lên tiếp cho em mã số tiếp theo này. Mã số tiếp theo này. Mã số tiếp theo lên cho em này. Mã số 18 này. 17 chứ nhỉ. 16 là 119.000 nha mọi người. Mã số 16 119.000 cho em nha. Rồi cái này lên cho em mã số 10 mấy đây. 17 này. Rồi mã số 17 cho em này, con này em có size nhá, váy bông hoa cài cho em này, chất liệu của nó là chất đùi gân nhá mọi người nhá. Cái này của em là đùi gân này, cái nhìn gần thì mới gân gân này. Form size 17 cân đến 37 cân cho em, ở phần sau em có đan lưng nhá. Ở phần sau em có dây đan lưng rất là mát luôn. Cái này các chị mặc đi du lịch đi biển cho em rất là xinh luôn. Mã hàng cho em là 17 đúng không? Mã số 17 cho em với giá là 99.000 nhá, bán tặng em 99.000 cho các chị luôn, váy hoa liền này. Đó, mã số này lên là 17 cho em nhá. Lan Kiều 06 rồi, chấm bi lên rồi mà. Chấm bi là mã số bao nhiêu đấy? Chấm bi là 15, 109.000 chị nhá. Chấm bi là mã số 15 cho em. Rồi con này cho em mã số này là 17 giúp em nhá. Em có màu vàng 17 cho em, màu hồng này, váy sát nách cho em đan lưng nhá. Đó, dây đan lưng buộc dây cho em rất là xinh luôn ạ. 17 giúp em nha mọi người nhá. Đây, mã số này lên là 17 cho em này. 100 bao nhiêu, 99.000 một cái thôi nhá. Đây là phần hai dây này là dây buộc eo này, còn phần trên này là đan lưng này. Đó, rất là xinh luôn. Form size cho bé là từ 17 cân đến 37 cân em có size ạ. 17 cân đến 37 cân em có size, chị nào lấy 17 comment giúp em là mã số 17 cho em với giá là
99.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 99.000 đồng chốt cho em là 17 kèn nha mọi người nhá. 17 kèn cân nặng cho em này. Thu hồng có 2 bài chấm bi ok này. Rồi 17 cho em màu vàng này. Cái này rất là xinh luôn nha mọi người nhá. 17 cho em chất nó mát lắm, rất là mát luôn. 17 cho em màu vàng này. 17 lên cho em màu trắng này. 17 cho em màu trắng này. 17 lên cho em màu hồng này. Mã số 17 cho em với giá là 99.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 99.000 đồng cho em. 99.000 mã số này là 17 cho em nha mọi người nhá. 17 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. Rồi, Lan Kiều có 06 rồi chị ơi, em thấy có lúc nãy rồi nhá, không cần comment lại đâu nhá. Các chị ơi chấm bài tương tác lên giúp em được không? Mã số 17 cho em nhá. Chị nào lấy thì comment cho em mã số này lên là 17 nhá. Mọi người ơi chấm bài lên cho em với nào. Các chị ơi chấm bài lên cho em với nào. Mọi người cũng nghe em nói không vậy. Chấm bài lên giúp em nhá mọi người nhá. Tương tác chấm bài lên giúp em với nào. Gần 400 người đang xem nhưng bảo chấm bài không muốn ai chấm bài luôn chứ. Mọi người chấm bài lên cho em với nào. Mã số này lên là 17 cho em với giá là bao nhiêu? 99.000 đồng cho em nhá. Mã số 17 cho em 99.000 này mọi người nhá. Cái tay đầu phía sau là 06 119.000 chị nhá. Rồi mã số này cho em là 17 giúp em nha mọi người. 17 cho em màu hồng này. 17 cho em màu trắng này. Và 17 lên cho em là màu vàng cho em này. Đó chất gửi gân rất là mát luôn cho em nhá. Dáng xòe cho em rất là xinh luôn. Phần sau có đan lưng cho em rất là đẹp luôn ạ. Đó phần sau là dây buộc nơ và dây đan lưng cho em nhá mọi người nhá. Dưới là buộc nơ và ở trên là phần đan lưng cho em. Đó chị nào lấy 17 thì comment giúp em là 17 kèm cân nặng. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các bác nhá. Với giá là 99.000 một cái nha mọi người nhá. Chị Lương Phạm lên số điện thoại 17 giúp em 99.000 nha mọi người nhá. Lên số điện thoại đi để có đơn nha mọi người nhá. 99.000 đồng cho em. Chị nào lấy 17 thì comment là 17 cho em có 3 màu nha. 99.000 đồng giúp em này. Lương Phạm lên số điện thoại đi nhá. Chấm bi là mã số 15 nhá. Chấm bi là mã số 15 cho em này. Đó. Chấm bi là mã số 15 cho em. Form size là từ 15 cân đến 30 cân. Mã số 15 chấm bi là 109.000 nha mọi người nhá. Đấy, chấm bi cao cấp cho em mã số này là 15 này. Đó mã số là 15 cho em nhá mọi người nhá. Rồi cái này lên là mã số 15 cho em này. Rồi mã số 15 cho em này. Mã số 15 cho em với giá là 109.000 size 15 cân đến 30 cân nhá. 15 cân đến 30 cân em có size này 109.000 cho em ạ. Có màu trắng và màu hồng chấm bi hồng cho em nhá. Châu Linh Nguyễn này có 17 này. Tú Huỳnh có 15 rồi. Lương Phạm lên số điện thoại đi chị. Lương Phạm lên số điện thoại cho em nào. Đặt hàng thì lên số điện thoại đi nhá mọi người nhá. Chú ý mua thì lên số điện thoại giúp em. Rồi mã này lên là 15 cho em nhá. Chấm bi là mã số 15 này. Hồng đen, hồng và trắng cho em nhá mọi người nhá. Màu hồng màu trắng cho em bên trong của lót qua bên ngoài là voan lưới cho em rất là đẹp. Rất là xinh luôn. 109.000 mã số là 15 cho em. Chốt cho em Nhung Hoàng lên số điện thoại. Nhung Hoàng lên số điện thoại nào. Nhung Hoàng lên số điện thoại nào. Em nhận hàng rồi đẹp lắm ạ. Cảm ơn chị nhá. Nhung Hoàng lên số điện thoại cho em đi. Nhung Hoàng lên số điện thoại đi chị ơi. Rồi mã số lên là 15 nhá mọi người nhá. Con này là mã số 15 cho em nhá mọi người nhá. 109.000 cho em này. 109.000 cho em nhá. 15 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em và có đơn nha mọi người nhá. Mã số là 15 đi mọi người nha. Rồi lên tiếp cho em váy. Đây con này là mã số mấy em? Đọc đi. Váy bèo này. Rồi lên cho em con này mã số 07 này. Rồi con này lên cho em là mã số 07 cho em. Form size là từ 17 cân đến 27 cân cho em. Mã số 07 cho em 79.000 này. Đánh lên cho em con này mã hàng là 07 giúp em nhá mọi người nhá. Đấy 07 cho em nhá. Váy vàng treo sau là 109.000. Nhung Hoàng lên số điện thoại dùm em nhá. Nhung Hoàng nghe em nói thì nghe lên số điện thoại này. Anh Ni này có 15 rồi ok nhá. Cái gì? Có chốt đơn khi xem lại like không? Nếu như chốt inbox thì giá nó sẽ cao hơn trên like nhá. Nên chịu khó xem like đi. Chốt inbox thì giá mỗi thứ tăng 10.000 nhá mọi người. Rồi cái này lên Trung Hoàng lên số điện thoại đi nhá. Không có số điện thoại không chốt được đâu. Mã hàng cho em là 07 váy bèo cho em này. 17 cân đến 27 cân em có sang. Mã số là 07 cho em với giá là 79.000 cho em nhá mọi người nhá. 79.000 lên cho em mã số này là 07 giúp em ạ. 07 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Có áo lẻ thì tên tỏ lên
cho em nha mọi người nhá. Đấy, 0779 đi. Mã vàng là 06, 0 mấy nhá, 08 á. Hay 0 mấy em? 3 bông hoa. Váy vàng là mã số 08 tà 109 đi nhá. Còn váy em đang cầm này mã số là 07 cho em này. Đó, váy em đang cầm này là 07 cho em. 79.000, em còn một ít em sale 79.000 cho các chị luôn nhá. Sale 79.000, form size cho bé nhá. Rồi, chị nào lấy thì comment cho em mã số này là 07 giúp em nha. 07 cho em nhé mọi người nhé, 07 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé mọi người nhé. Mã hàng cho em là 07 giúp em, đúng rồi, 07 cho em nhé mọi người nhé. Phí lê có 14 rồi này, ok này. Váy vàng 3 bông hoa 109 nghìn nhé. Váy vàng 3 bông hoa 109 nghìn. Váy vàng 3 bông hoa là 08 nhé. Váy vàng 3 bông hoa này là 08, 15 cân đến 20 cân 109 nghìn cho em váy vàng này. Mã số lên là 08 cho em này. Váy con này lên là 08 cho em nhé. Quần váy có. Rồi cái đất lên là 08 cho em 109 nghìn cho em nhé. 109.000 váy vàng này, size là 15 cân đến 20 cân cho em, mã số này là 08 cho em nhá. Và mã váy hoa cao cấp cho em rất là đẹp luôn, cái này đẹp lắm. Cái này nhà em đang cháy hàng vì không còn chưa về size to á. Chứ bình thường là có size đến tận 40 cân cơ, nhưng mà bây giờ hết mất size to rồi. Bây giờ em chỉ còn size mình size 15 cân đến 20 cân thôi, tầm 3 đến 6 tuổi mang vừa cho em con này là 08 nhá mọi người nhá. Rất là xinh. 109.000 một cái cho em, hàng cao cấp 250 là em bán tặng 109.000 cho em, mã số là 08 nhá. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nhá. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em 08 đấy nhá mọi người. 08 cho em nhá mọi người nhá. Tôi mã số tiếp theo này. Lên tiếp cho em bộ zip này. Đây. Lên cho em bộ zip này. Lên cho em bộ zip nha mọi người, mã số lên cho em là 017 đấy. Mấy? 18 này. Mã số 18 cho em này. Lên bộ zip cho em mã số 18 cho em nhé mọi người nhé. Bộ zip cho em này, cái này áo của nó là crop top, da dáng ngắn cho em và có sẽ đùi này. Mã số 18 cho em, form size 15 cân đến 30 cân cho em, bán tặng cho em 119 như một set đây, canh mẫu nhà em mặc đây nhé mọi người nhé. Đây cái này mẫu nhà em mặc đây rất là xinh luôn. Đó, rất là xinh luôn nhé mọi người nhé. Đó, chị nào lấy thì comment cho em mã số này lên cho em là 18 giúp em nhé mọi người nhé. Mã số là 18 cho em này. Quần sóc có nhá, quần sóc có nhá, mình nhận hàng rồi đẹp lắm, cảm ơn chị Tâm Nguyễn nhá. Rồi váy dây không có, chưa có váy dây đâu. Rồi cái này lên cho em mã số này là 18 cho em nhá mọi người nhá. 18 cho em bộ set này đẹp lắm mọi người, chất áo của nó là bo zip co giãn cho em, form size cho bé là từ, cái này form size cho bé là từ 15 cân đến 30 cân cho em, tầm 4 đến 7 tuổi nhá. 4 đến 6 7 tuổi cho em set này cho em với giá là 119.000. 119.000 cho em mã số này lên cho em là 18 đi nhá mọi người nhá. 18 cho em màu xanh là 18 lên cho em màu hồng này, 18 xanh 18 hồng cho em này. Mã số cho em là 18 giúp em nhá. 18 xanh 18 hồng cho em. Với giá là 119.000 đồng cho em nhá. Em có xanh và hồng cho các chị nhá. Ở phần trước là nó sẽ đùi này. Nó rất là xinh luôn, cái set này đẹp lắm mọi người. Cái set này rất là đẹp và ăn chơi á. Cái này đi thêm giày thể thao rất là đẹp luôn. Mã hàng là 18 nhá. 18 cho em nhá. Mã số là 18 cho em. Đó, 18 cho em với giá là 119.000 cho em nha mọi người nhá. Hàng cao cấp rất là đẹp và chất nó co giãn 4 chiều cho em rất là xịn sò luôn. Áo là dáng của nó là crop top cho em nhá. Nói chung là cái này mặc sơ mi mà nó đẹp đấy. Mặc sơ mi mà nó rất là đẹp luôn. Đó, chị nào lấy 18 thì comment 18 xanh hoặc 18 hồng cho em này. Từ 15 cân đến 30 cân cho em, tầm 3 4 đến 7 tuổi nha mọi người nhá. 4 đến 7 tuổi cho em nha mọi người nhá. Quần jean size 14 là cái gì? Quần jean size 14 là cái gì? Chị xem ở line nào đó, chị xem của bên nào đó. Rồi ok nhá, chị nào lấy thì comment cho em zip cho em với giá mã số là 18 cho em nhé mọi người, màu hồng và màu xanh nhé mọi người nhá. Màu hồng và màu xanh cho em ạ. Với giá là 119.000 cho em, mã số này là 18 này. 18 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé mọi người nhá. Xanh hồng cho em. Đấy, thích màu gì thì comment màu đó cho em nha mọi người nhá. Xanh và hồng cho em nha mọi người. 18 119.000 đồng cho em nha. Đó, màu xanh này, hồng này. Chị nào lấy màu nào thì comment màu đó cho em, mã số cho em là 18 cho em. 119.000 đồng cho em nha. 18 kèm cân nặng cho em là được. Nguyễn Trang có 18 này, Như Ý Võ Trân có 06 này. Áo thì cuối like nhá chị. Jolie Nguyễn có 18 này, các chị này quen đấy. Mã số là 18 cho em, 119.000 nha mọi người nhá. 119.000 cho em này. Rồi mã số tiếp theo này. Mã số tiếp theo này váy hoa nhá mọi người, cái này còn size gì đấy em? Cái này còn ít em sale luôn này. Mã
số tiếp này. Có 2 size. Size 15 20 cân và lên size 30 35 cân. Rồi lên cho em mã số 19 cho em váy hoa phối bèo nhá mọi người nhá. Váy hoa phối bèo cho em form size cho bé này, em có hai loại size nhá. Size 15 cân đến 20 cân và size 30 đến 35 cân cho em. Mã số cho em là 20 ạ. Mã số 20 cho em với giá là 19 nhá. Con này lên cho em mã số 19 cho em với giá là 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Váy hoa cao cấp cho em rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Mã số 19 cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy 19 thì comment cho em là 19 cho em này. Đó 19 cho em này. Màu hồng này, 19 cho em màu vàng này, váy phối bèo cho em rất là xinh luôn. Váy phối bèo cho em rất là xinh luôn. Chị nào lấy 19 thì comment giúp em là 19, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Mã hàng là 10, 19 giúp em nha mọi người. Đó. 99.000 size 15 cân đến 20 cân và size 30 đến 35 cân cho em. Để em có hai loại size như vậy nha mọi người nhá. Chất liệu của nó là chất thô boy, giảm búp bê cho em rất là xinh luôn ạ. Chị nào lấy 19 thì comment giúp em là 19 cho em, 99.000 đồng cho em nha. Có màu hồng và màu vàng giúp em nhá mọi người nhá. Màu hồng và màu vàng cho em nhá mọi người nhá. Đó, chị nào lấy thì comment là 19 cho em hồng vàng này. Rất là xinh nhá mọi người. Ở phần sau em có phối dây thắt eo cho các chị yêu này. Đó, màu hồng màu vàng cho em. Mã số lên là 19 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 19, 99.000 cho em. 19, 99.000 nha mọi người nha. 19, size 15 đến 20 cân và size 30 đến 35 cân. Đấy, em có hai loại size đấy nhá. Phương Linh có 18 rồi, ok này. Đấy, đuôi cá 17 cân không có đâu. Rồi Kim Bảo Nguyên có 19 rồi, ok này. Váy xanh đằng sau là 119.000 Bambi nhá. Váy xanh đằng sau là 119.000. Rồi mã số 19 cho em Nguyễn Luyến có này. À, Phượng Nguyễn có này. Bảo Nguyên có này, mã số này là 19 cho em ạ. Một bao nhiêu 99.000 đồng giúp em nha mọi người nhá. Size 15 cân đến 20 cân và size 35 30 đến 35 cân đúng không? Mến mụ mịn có đơn rồi chị ơi. Mến mụ mịn có đơn rồi. Kiều lên số điện thoại đi chị ơi. Mến mụ mịn có đơn rồi nha. Vũ Kiều lên số điện thoại cho em này các chị ơi, lên mã hàng kèm số điện thoại cho em nào. Lên số điện thoại mới có đơn nha các bác nhá. Lên số điện thoại giúp em mới có đơn nhá. Mã số là 19 cho em đi. 19 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. 19 thôi em ạ. Vũ Kiều lên số điện thoại đi chị. Vũ Kiều lên số điện thoại cho em nha. Vũ Kiều ơi lên số điện thoại cho em nha chị. 19 hồng, 19 vàng cho em có phối đuôi bèo rất là xinh luôn nhá mọi người. Phối bèo rất là xinh luôn. Mã hàng là 19 cho em nhá mọi người nhá. 19 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người. 19 đúng không? Mỗi chân có 19 này, Thúy Phương 19 này. Màu gì thì comment màu đó nhá. Vũ Kiều có vân vân có rồi, ok này. 19 có 99.000 thôi mọi người, 99.000 nhá mọi người nhá. Form size 15 đến 20 cân và size 30 đến 35 cân em có size nhá. 15 đến 20 cân và size 30 đến 35 cân cho em. Mã hàng cho em là 19 nhá. Chất phô bao đẹp lắm, cái này rất là đẹp luôn. Vũ Kiều có rồi, ok. Phần sau có phối dây thắt eo này, giá búp bê rất là xinh luôn nhá. Hai màu hồng vàng cho em rất là tươi màu. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nha các chị nhá. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em ạ. Váy phổ bèo sen rất là xinh. Đó, chị nào lấy 19 này thì comment cho em 19 nha mọi người nhá. Váy chấm bi 109.000, mã số là 15 nhá chị nhá. Váy chấm bi là 109.000, mã số là 15. Rồi mà em đang cầm là mã số 19 á. Đấy, váy hoa rất là tươi mát đẹp lắm. Nói chung hè thì cứ mặc những cái màu sặc sỡ để nó trông nó đẹp á. Em thấy hè là mặc cứ mặc sặc sỡ này. Những cái màu ngoài rất là đẹp luôn á. Rất là xinh. Mã hàng cho em là 19 cho em 100. Quên xin lỗi mọi người, 99.000 đồng nhá. 99.000 vì bán 120 quen thì cứ đọc lên 119.000. Phạm Huệ có 19 rồi, ok nhá. Rồi chị nào lấy 19 thì comment giúp em là 19 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. 99.000 nha mọi người. 99.000 đồng cho em ạ. 15 đến 20 cân và size 30 đến 35 cân em có size nhá. Thúy Vương hai cái ok này. Phạm Huệ có 19 ok này. Đó, chị nào lấy 19 kèm màu thì lấy màu gì thì comment màu đó luôn cho em nhá mọi người nhá. Có sĩ nhá, có sĩ. Mã số 19 đi.